Hiện tại thì đối tượng ở lớp học chúng ta chắc là các anh chị ở cái bệnh viện sản nhi, bệnh viện tỉnh và một số cơ sở y tế khác có quan tâm đến vấn đề điều trị thalassemia. Thì như các anh chị đã biết thì hiện tại thalassemia là một bệnh lý di truyền, nó là bệnh lý phổ biến nhất trên thế giới. Chính vì vậy thì Việt Nam cũng là một trong những nước mà nằm trong cái bản đồ dịch tễ rất là nhiều. Đặc biệt là chúng tôi nghiên cứu thấy tỷ lệ người dân mang gen bệnh thalassemia ở dân tộc Kinh trung bình là khoảng 10 đến 15%. Ở các vùng dân tộc thiểu số hoặc dân tộc ít người khác thì cái tỷ lệ này nó chiếm cái tỷ lệ cao hơn rất là nhiều, có nơi thậm chí lên đến 40 đến 50%. Thế chính vì vậy cái việc mà nhận biết được người mang gen, chẩn đoán, điều trị và chẩn đoán trước sinh đối với những đối tượng mà có nguy cơ cao mang gen thalassemia là rất là quan trọng. Thế chính vì vậy thì trung tâm đào tạo kết hợp với trung tâm thalassemia thuộc Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã mở lớp tập huấn cho các anh chị. Buổi trước thì tiến sĩ Hà, giám đốc trung tâm thalassemia đã chia sẻ với các anh chị về chẩn đoán thalassemia. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ vấn đề điều trị thalassemia. Và nội dung của ngày hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ có một số nội dung như sau. Thứ nhất là tôi sẽ nhắc lại một số kiến thức cơ bản về bệnh thalassemia. Thứ hai là điều trị về thalassemia, trong đó có điều trị truyền khối hồng cầu. Tiếp theo là điều trị thải sắt. Tiếp theo nữa là điều trị các biến chứng và một số điều trị khác. À, một số những kiến thức chung thì như các anh chị đã biết thì thalassemia là một nhóm bệnh thiếu máu di truyền bẩm sinh do giảm hoặc không tổng hợp được chuỗi hemoglobin. Bệnh thì có hai thể chính là alpha thalassemia và beta thalassemia. Về lâm sàng thì có hội chứng thiếu máu. Chắc là các chị cũng khám về cái hội chứng thiếu máu này rất là rõ, nhưng tôi xin điểm qua. Thứ nhất là về lâm sàng thì trong thalassemia là một cái hội chứng thiếu máu mãn tính, biểu hiện là da xanh như các anh chị thấy hình ảnh hai bàn tay ở đây. Đây là bàn tay của người bình thường và đây là bàn tay của một bệnh nhân bị thalassemia, thì chúng ta thấy là cái lòng bàn tay cái màu sắc nó khác hẳn nhau. Thì đấy là một cái trong những cái dấu hiệu nhận biết bệnh nhân thiếu máu, là chúng ta nhìn về lâm sàng, nhìn da niêm mạc thì nhìn cái lòng bàn tay thấy rất là rõ, và nhìn cái khủng mạc mắt thì và cái niêm mạc ở vùng mắt này thì thấy những bệnh nhân thiếu máu thì nó nhợt nhạt hơn rất là nhiều. Tiếp theo là bệnh nhân có mệt. Về xét nghiệm trong hội chứng thiếu máu thì chúng ta thấy là cái huyết sắc tố của bệnh nhân thấp và hồng cầu nhỏ, nhược sắc và một số cái chỉ số khác. Hôm qua tiến sĩ Hà đã nói rất là kỹ rồi, thì hôm nay tôi chỉ xin nhắc lại thôi ạ. Tiếp theo là hội chứng tan máu mãn tính. Thì chúng ta thấy là khi mà khám bệnh nhân thalassemia thì có hoàng đảo mãn tính. Biểu hiện là chúng ta nhìn thấy, ví dụ như chúng tôi chụp cái hình bệnh nhân này. Thứ nhất là da vàng, củ mạc mắt vàng. Và những cái bệnh nhân này thường đi tiểu có sẫm màu và tăng lên trong những cái đợt mà bệnh nhân có sốt, có nhiễm trùng. Và em bé này thì gan to và lách to. Đấy là về lâm sàng. Về xét nghiệm thì sinh hóa máu thì chúng ta thấy có bin tăng, đặc biệt là tăng bin gián tiếp. Một số xét nghiệm sâu hơn thì có thể có haptoglobin giảm. Về soi hồng cầu trên lam thì ta thấy cái mảnh vỡ hồng cầu và hồng cầu lưới tăng. Siêu âm thì có gan lách to, có sỏi túi mật hoặc là có sỏi bùn. Tiếp theo về hội chứng thừa sắt thì đối với những bệnh nhân thalassemia mà bị lâu rồi thì chúng ta thấy là nhìn khoa đã thấy là bệnh nhân này thừa sắt rất là nhiều. Thứ nhất là cái bệnh nhân mặc áo đen này là anh ấy có quá tải sắt là rất là nhiều nên là da sạm. Tiếp theo là cái bệnh nhân ngồi bên cạnh thì bạn này có quá tải sắt ít hơn nhưng mà da thì cũng sạm và đương nhiên là nhẹ hơn anh này. Thì chúng ta thấy là có da sạm đen, da khô hay có những cái ổ loét ở vùng đầu chi, loét vô khuẩn và có suy cái tuyến nội tiết, suy tim, suy gan. Biểu hiện là bệnh nhân có những cái đái tháo đường, có suy tim, có chậm lớn. Về xét nghiệm sinh hóa máu thì có sắt tăng, ferritin tăng. Về cái xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thì có enzyme gan tim, có lích tăng và T2 giảm. Đấy là những cái biểu hiện của xét nghiệm thừa sắt. Về tăng tạo máu thì đối với những cái bệnh nhân mà thalassemia có thiếu máu, người ta không được truyền đầy đủ do cái nhu cầu về máu cao, bởi vì đời sống hồng cầu của họ
và giảm hơn bình thường. Thế nên là cái việc tan máu của họ nó diễn ra sớm hơn 120 ngày, dẫn đến là tình trạng là bệnh nhân thiếu máu, phải tăng tạo máu ở các cơ quan. Lâm sàng thì chúng ta thấy là những bệnh nhân này có biến dạng về xương, các xương dẹt là những cái nơi sinh máu. Chính vì vậy thì chúng ta thấy là những cái bệnh nhân này có trán râu, gò má cao, có đầu có biếu đỉnh này, phì đại các xương và có sinh máu ngoài tủy những cái bệnh nhân này, và có chèn ép ống tủy, bệnh nhân này đã được mổ để giải phóng chèn ép. Qua xét nghiệm thì X quang xương thì ta thấy hình xương sọ này có cái diềm bàn chải. Các anh chị nhìn thấy cái xương sọ có diềm bàn chải. Và có phì đại các đầu sụn ở đây, chúng tôi không để cái hình ảnh đây. Và có cái sinh máu ngoài tủy. Đây là cái khối sinh máu ngoài tủy. Thì những cái bệnh nhân như thế này là họ có cái tăng tạo máu. Về xét nghiệm để chẩn đoán thalassemia thì cái quan trọng nhất mà cái đầu tay chúng ta có thể làm được rất là đơn giản, ở tuyến huyện chúng ta cũng làm rất dễ dàng. Thứ nhất là tổng phân tích tế bào máu, có thiếu máu qua hồng cầu nhỏ. Và đặc biệt ở đây thì có các anh chị ở bệnh viện sản nhi. Thì cái thể tích trung bình hồng cầu của các bệnh nhân nhi bao giờ cũng nhỏ hơn người lớn. Thế nên chúng ta lưu ý cái ngưỡng MCV, MCH của các em bé. Thế nên có những em bé mà theo thống kê của chúng tôi và theo tài liệu của Y Văn thì các bệnh nhân mà bị thalassemia thì khi mà mới sinh ra thì hồng cầu của họ thường là sẽ ở cái ngưỡng mà đối với trẻ con là một tuổi là MCV 74, MCH là khoảng 24-25. Thì chúng ta để ý không là chúng ta dễ nhầm với các bệnh nhân nhi mà hồng cầu cứ nhỏ hơn 85 là chúng ta kết luận là thalassemia, thì là nhiều khi chúng ta chẩn đoán nhầm, bởi vì các em bé nó có cái ngưỡng hồng cầu khác với người lớn và cứ tăng theo số tuổi của bệnh nhân, và cái lượng hồng cầu MCV, MCH ổn định ở mức ngoài 10 tuổi. Chính như vậy chúng ta cần phải quan tâm đến các chỉ số về hồng cầu theo ngưỡng lứa tuổi ở các trẻ em. Xem có thiếu máu hay không, hồng cầu có nhỏ hay không, hồng cầu lưới có tăng hay không. Về xét nghiệm sinh hóa máu thì chúng ta có thể làm sắt, phe tin và một số những cái bi lăng sắt khác. Về chẩn đoán hình ảnh thì có X quang xương để đánh giá xem bệnh nhân có những cái biến chứng về xương hay không. Chụp cộng hưởng từ MRI gan, tim đánh giá mức độ quá tải sắt. Siêu âm tim xem bệnh nhân có cái biến chứng về tim mạch hay không. Một cái xét nghiệm chẩn đoán nữa là về điện di huyết sắc tố thì gần như là chúng tôi thấy là các bệnh viện tỉnh đều có thể làm được. Bệnh viện sản nhi thì cũng một số nơi là làm được. Và tiếp theo là các xét nghiệm xác định đột biến gen globin. Thì cái này thì ở một số bệnh viện tuyến tỉnh cũng có thể làm được, và đặc biệt là các tuyến trung ương thì gần như là viện nào cũng làm được. Nhưng nó là cái xét nghiệm chuyên sâu, thế nên là một số labo như Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Viện Sản Trung ương, Viện Đại học Y Hà Nội và một số cơ sở tuyến trung ương khác thì có thể làm được cái gen này. Về điều trị thalassemia là một cái nội dung chính hôm nay tôi muốn trao đổi với các anh các chị. Về điều trị thì có 3 phần. Thứ nhất là điều trị cơ bản. Nó bao gồm truyền khối hồng cầu, tiếp theo là thải sắt. Đây là hai cái điều trị rất là quan trọng cho bệnh nhân thalassemia. Tiếp theo là điều trị hỗ trợ. Có thể chúng ta sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân cách cắt lách, chống loãng xương và một số viêm gan B, viêm gan C khi mà bệnh nhân mắc. Và đặc biệt một cái điều trị chữa khỏi bệnh hiện tại mà mọi người rất là quan tâm, đó là ghép tế bào gốc, đó là liệu pháp gen. Thì bây giờ tôi sẽ đi về cụ thể từng phần một. Về điều trị truyền khối hồng cầu thì không biết là cơ sở của các anh chị thì chúng ta truyền khối hồng cầu bây giờ đa phần các bệnh viện thì chỉ truyền khối hồng cầu rồi chứ không truyền máu toàn phần nữa, thì là về cơ bản là bệnh nhân thalassemia còn hồng cầu thì chúng ta lại truyền khối hồng cầu rồi. Thì chỉ định truyền hồng cầu như thế nào trong bệnh thalassemia thể nặng thì chúng ta duy trì cái huyết sắc tố chất truyền là 90 đến 95 gram trên lít. Khoảng cách truyền máu là từ 2 đến 5 tuần. Và sau khi truyền huyết sắc tố thì chúng ta cố gắng duy trì được 120 đến 140 gram trên lít đối với những bệnh nhân thalassemia thể nặng. Về lưu ý thì đối với những bệnh nhân mà huyết sắc tố trên 80 gram trên lít ý, thì bệnh nhân có thể chịu được các vận động gắng sức. Trên 90 gram thì bệnh nhân gần như là sẽ không có các triệu chứng về mệt mỏi. Và có thể duy trì huyết sắc tố mức thấp hơn nếu không ảnh hưởng đến sự phát triển
để giảm gánh nặng của quá tải sắt của truyền máu, bởi vì khi mà truyền máu thì cái lợi ích là bệnh nhân sẽ đỡ mệt, sẽ bổ sung máu cho các cơ quan, hạn chế những cái biến chứng về thiếu máu, nhưng nó lại có một cái gánh nặng lớn là quá tải sắt từ truyền máu. Truyền máu trong thalassemia thể trung bình thì chúng ta chỉ định truyền trong khi trường hợp là thiếu máu nặng huyết sắc tố dưới 70 gram trên lít, có các biến dạng xương. Như lúc nãy chúng ta thấy là có mũi tẹt, cái bộ mặt thalassemia, biếu đỉnh, chán rô, có biến dạng các đầu xương. Tiếp theo là có chậm phát triển, là chúng ta quan sát được thấy các bệnh nhân là lứa tuổi bình thường của các cháu ấy, nhưng mà lại nhỏ hơn cái lứa tuổi bình thường rất là nhiều. Đặc biệt chúng tôi thấy những bệnh nhân thalassemia mà điều trị không được đầy đủ thì các bạn ấy thấp còi, như một số bệnh nhân chúng tôi gặp là tuổi thì gần 20 nhưng mà thực ra thì so thì bằng các bạn 10 tuổi lứa tuổi bình thường thôi nếu mà các bạn không bị bệnh. Với sinh máu ngoài tủy thì đặc biệt là những cái trường hợp mà cần nhu cầu máu rất là nhiều, xương không sinh, tủy xương không sinh đủ máu thì các cơ quan khác lại phải bù lại cái sinh máu để tăng nhu cầu cấp máu cho cơ thể, như gan, lách và tủy xương, đặc biệt là cột sống. Thì chúng ta thấy là những cái bệnh nhân này thì cần phải truyền máu nhiều hơn so với những các bệnh nhân khác. Những bệnh nhân có yếu tố về suy tim thì chúng ta cũng cần phải truyền máu, đặc biệt là những phụ nữ có thai thì cái nhu cầu mà máu cho thai nhi trong cái thời kỳ mang thai là rất là cao. Nên chính vì vậy những trường hợp mà thalassemia thể trung bình trong điều trị truyền máu thì chúng ta cần phải truyền nhiều hơn so với những người bình thường. Trong cái truyền máu lợi ích là như vậy, nhưng chúng ta cũng cần phải lưu ý một số những cái nguy cơ trong quá trình truyền máu. Đó là lây nhiễm các bệnh về viêm gan B, viêm gan C, HIV, sốt rét và giang mai. Thì hiện tại các chế phẩm máu mà chúng tôi lấy từ trung tâm máu Viện Huyết học Truyền máu Trung ương hoặc là các bệnh viện tỉnh đều thường xuyên là lấy máu từ Viện Huyết học. Một số nơi khác thì các anh chị có thể tự lấy máu để sản xuất. Thì các tiêu chuẩn của cái việc lấy máu đều đảm bảo cái tiêu chuẩn theo thông tư 26, là các bệnh nhân được truyền các khối hồng cầu đã được sàng lọc về viêm gan B, viêm gan C, HIV, sốt rét, giang mai. Tuy nhiên thì trong cái thời gian cửa sổ thì hiện tại thì các xét nghiệm tốt nhất kể cả trên thế giới và Việt Nam đều có những cái nguy cơ thời gian cửa sổ mà chúng ta không thể tầm soát hết được. Chính vì vậy thì người bệnh có nguy cơ nhiễm các loại virus này trong quá trình truyền máu. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ nó không cao nhưng cũng có thể có, thì chúng ta có một cái giải pháp, đó là chúng ta lấy máu từ những người hiến máu an toàn và chúng ta áp dụng các kỹ thuật để sàng lọc tốt cái mạch máu đó. Quá trình thu gom và bảo quản tốt đảm bảo theo thông tư 26 thì cái nguy cơ mà lây nhiễm các bệnh về viêm gan, HIV, sốt rét, giang mai thì sẽ giảm đi rất là nhiều. Một cái nguy cơ mà hay gặp nhất trên lâm sàng các anh các chị gặp đó là những cái phản ứng truyền máu. Thì chúng tôi cũng trên kinh nghiệm thực tế và trên lý thuyết thì đối với những cái phản ứng truyền máu sớm, phản ứng truyền máu cấp trước 24 giờ thì thường có sốt, rét run, có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ như là sốc phản vệ, có hội chứng Charlie. Những cái đấy thì chúng ta cần phải theo dõi sát trong quá trình truyền máu. Thì sốt thì có thể do cái bạch cầu trong cái khối hồng cầu mình lọc không tốt, thì vẫn còn một dư một ít bạch cầu thì có thể là cơ thể có những cái phản ứng. Thì cách khắc phục cái sốt do bạch cầu đấy thì chúng ta dùng cái phương pháp là lọc bạch cầu. Như hiện tại thì các mạch máu sản xuất ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đều là được lọc bạch cầu. Còn cái phản ứng truyền máu do bất đồng HLA thì cái đấy là sâu hơn, thì cần phải dùng tia xạ để chiếu để diệt những cái mà bạch cầu do bất đồng HLA đó. Thì hiện tại thì các cơ sở thì chắc là cũng khó có thể làm được, nhưng tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương của chúng tôi thì là những cái bệnh nhân mà có kế hoạch ghép đều được truyền khối hồng cầu, có lọc bạch cầu và có chiếu tia xạ để hạn chế những cái phản ứng truyền máu.
Tan máu muộn thì có thể là do cái bất đồng nhóm máu dưới hệ ABO. Có nghĩa là trong nhóm máu thì có hệ ABO và hệ RH và một số cái nhóm dưới nhóm khác. Thì những trường hợp mà bệnh nhân có phản ứng bất đồng trong quá trình truyền máu như sốt mà chúng tôi tìm những cái nguyên nhân mà hay gặp không có thì chúng tôi sẽ phải tìm xem là họ có kháng thể bất thường hay không. Thì những trường hợp này thì chúng tôi tìm thấy đa phần là có kháng thể bất thường. Và tất cả những cái bệnh nhân mà có kháng thể bất thường thì tốt nhất là nên được truyền khối hồng cầu mà phù hợp kháng nguyên hồng cầu. Chúng ta sẽ chọn cái bịch máu mà nó phù hợp kháng nguyên để truyền cho bệnh nhân thì để hạn chế những cái tan máu muộn. Bằng cách là chúng ta sàng lọc kháng thể bất thường, định danh kháng thể bất thường và chúng ta sẽ truyền khối hồng cầu phù hợp hệ kháng nguyên hồng cầu. Các bệnh viện thì thường là sẽ tuân thủ theo cái thông tư 26 thì các bệnh viện đều có sàng lọc kháng thể bất thường để truyền máu cho bệnh nhân thì cái đấy là rất là tốt để mình hạn chế những cái phản ứng truyền máu. Thì ở Viện Học Truyền máu Trung ương của chúng tôi thường xuyên cung cấp máu cho các bệnh viện ở miền Bắc và một số bệnh viện ở miền Trung. Thì các anh chị có nhu cầu mà để truyền các khối hồng cầu và phù hợp kháng nguyên hồng cầu thì là đều có thể được đáp ứng. Cái nguy cơ mà rất là quan tâm trong quá trình truyền hồng cầu đó là quá tải sắt. Thì bởi vì mỗi 1 ml hồng cầu thì sẽ chứa 1 mg sắt. Một tháng bệnh nhân truyền tầm khoảng 3 đến 4 bịch tương đương với tầm khoảng 750 đến 1.000 ml máu thì cái việc mà quá tải sắt nó sẽ xảy ra. Và đặc biệt thì chúng ta sẽ phải chỉ định truyền máu một cách hợp lý. Như lúc nãy tôi nói là trong thể nặng chúng ta truyền như thế nào, trong thể trung bình thì chúng ta truyền như thế nào. Và chúng ta khuyến khích truyền khối hồng cầu tươi như thế nào, có nghĩa là tươi, có nghĩa là chúng ta truyền khối hồng cầu mà sau khi sản xuất là 2 tuần thì đảm bảo các khối hồng cầu này nó còn tươi, nghĩa là cái bịch máu này các tế bào hồng cầu đó là chưa, có thể là sẽ chưa bị tan mấy, thế nên là cái việc mà quá tải sắt nó sẽ hạn chế đi rất là nhiều. Nên chính vì vậy thì cái việc mà truyền khối hồng cầu tươi cho bệnh nhân thalassemia là hết sức ý nghĩa. Tuy nhiên để cái việc này mà thực hiện được thường xuyên thì quả thật cũng khó, bởi vì cái chế phẩm máu của mình không phải lúc nào cũng sẵn có. Thứ hai là cái thời hạn sử dụng của bịch máu nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác. Thế nên là chúng tôi khuyến khích là cố gắng là truyền khối hồng cầu tươi cho các bệnh nhân thalassemia để hạn chế cái việc quá tải sắt. Bởi vì cái việc truyền máu nó gây ứ sắt. Mỗi ml hồng cầu thì chúng ta sẽ thấy là nó chứa 1 mg sắt. Và cái việc mà quá tải sắt đầu tiên xảy ra ở trong gan, tiếp theo là đến các tạng khác. Đấy là trong cái vấn đề điều trị truyền khối hồng cầu. Tiếp theo thì đến cái điều trị thải sắt là một trong những yếu tố hết sức quan trọng trong điều trị thalassemia để hạn chế một số những cái biến chứng do quá tải sắt gây nên. Thì trước khi mà tiến hành điều trị thải sắt cho bệnh nhân thì chúng ta cần đánh giá cái mức độ quá tải sắt của bệnh nhân để chúng ta có một cái lựa chọn điều trị phù hợp. Về tiêu chuẩn thải sắt thì đối với những người bệnh mà đã nhận trên 10 khối hồng cầu trở lên là có nguy cơ quá tải sắt và chúng ta cần sắt. Đấy là về khối hồng cầu. Về xét nghiệm thì chúng ta định lượng ferritin huyết thanh trên 1.000 nanogram trên ml là chúng ta có thể là bắt đầu truyền thải sắt cho bệnh nhân. Tiếp theo là chụp cộng hưởng từ đánh giá mức độ quá tải sắt ở gan, ở tim. Thì có lẽ ở tuyến tỉnh rất là khó bởi vì là đầu tư máy móc các kỹ thuật thì sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Nhưng ở tuyến trung ương thì hiện tại thì ở viện E, viện Bạch Mai và viện Nhi Trung ương, đó là 3 cơ sở có thể chụp cộng hưởng từ để đánh giá mức độ quá tải sắt ở gan, ở tim. Thì với lịch mà trên 5 thì chúng ta thấy là có sự quá tải sắt ở gan rồi và chúng ta cần phải thải sắt. Và mức độ quá tải sắt ở tim thì cái T2 sao nó nhỏ hơn 20 ms giây thì là bệnh nhân đã có quá tải sắt ở tim và chúng ta cần phải căn cứ vào các xét nghiệm này để đánh giá quá tải sắt và chúng ta có chỉ định truyền thải sắt. Và thải sắt như vậy thì khi nào mà ngừng thuốc thải sắt thì chúng ta có một số xét nghiệm đánh giá tương tự, đó là khi ferritin nhỏ hơn 300 nanogram trên ml hoặc là lít nhỏ dưới 3 mg trên gram gan khô thì chúng ta có thể ngừng thuốc thải sắt.
đối với bệnh nhân thalassemia thì cái việc truyền máu thường xuyên, thế nên cái việc mà ngừng thuốc thải sắt thì quả thật là cũng là một cái bài toán rất là khó khăn. Và chúng tôi cũng mong rằng là có nhiều cái bệnh nhân mà sau khi điều trị mà đáp ứng tốt là cũng không phải thải sắt nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì cái tỷ lệ này nó rất là khó, bởi vì họ phải truyền máu định kỳ cả đời, nên cái việc mà dùng thuốc thải sắt cả đời là rất là cao. Mục tiêu điều trị của thuốc thải sắt là chúng ta cố gắng đưa ferritin về dưới 1.000 trong vòng 2 năm. Ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương chúng tôi thì các bệnh nhân đến điều trị định kỳ, hẹn 1 tháng, 2 tháng một lần, nhưng tuy nhiên thì không phải bệnh nhân nào cũng tuân thủ được cái việc đó. Thế nên là cái việc mà duy trì được ferritin dưới 1.000 nanogram trên ml trong vòng 2 năm quả thật là rất là khó. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân tuân thủ điều trị thì có thể duy trì được cái này. Bởi vì bệnh nhân dùng thuốc thải sắt thường xuyên hàng ngày bằng đường uống thì mới có cơ hội. Chứ còn các bệnh nhân mà 1 tháng mới đến thải sắt ở viện tầm khoảng 5 đến 7 ngày thì rất là khó có cơ hội đưa ferritin dưới 1.000 trong vòng 2 năm. Thứ hai là nếu như ferritin quá cao trên 2.500, có nghĩa là quá thải sắt mức độ nặng, thì 2 năm chắc là sẽ không xuống được dưới 1.000, thì chúng ta phải phối hợp hai thuốc. Thì chúng ta phối hợp là cái deferoxamine với deferiprone, có nghĩa chúng ta hay phối hợp hai cái biệt dược Kefaran và Kenfer hoặc là Tavi như hiện tại chúng tôi đang dùng. Và theo khuyến cáo của Hiệp hội Thalassemia Quốc tế TF và Bộ Y tế, phác đồ của Bộ Y tế trong quá trình chẩn đoán và điều trị, thì chúng ta phối hợp hai loại thuốc này khi mà bệnh nhân có quá thải sắt mức độ nặng. Hiện tại thì ở viện chúng tôi đang áp dụng và theo cái phác đồ khuyến cáo của TAS thì những bệnh nhân quá thải sắt mức độ nặng, ferritin trên 2.500 là chúng tôi sẽ kết hợp hai loại thuốc thải sắt, với điều kiện là bệnh nhân phải nằm được nội trú thì mới có thể truyền được cái thuốc thải sắt deferoxamine. Còn ngoại trú thì bệnh nhân uống cái deferiprone rất là tốt. Tuy nhiên thì cái số lượng mà bệnh nhân mà nằm lại viện mà để điều trị song song hai loại thuốc này thì là rất là ít, bởi vì thời gian nằm viện của các bệnh nhân là không cho phép. Tiếp theo là mục tiêu là phải điều trị thuốc thải sắt hàng ngày. Có nghĩa là chúng ta cố gắng là điều trị ngoại trú, phát thuốc về cho bệnh nhân, thì cái việc điều trị hàng ngày này nó mới được phát huy tác dụng của thuốc thải sắt. Bởi vì là hàng ngày thì máu tan sẽ ứ cái lượng sắt rất là lớn, tích tụ qua ngày này, tháng này. Và các bệnh nhân thalassemia thì cần cái điều trị hàng ngày này sẽ giúp cái việc mà thải sắt mang lại hiệu quả cao. Và chúng tôi đặt ra một cái tiêu chí là ferritin dưới 1.000. Nhưng mà quả thật là tôi thấy cũng rất là khó, bởi vì ở tại viện thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân mà thải sắt thường xuyên được cái ferritin dưới 1.000 này cũng không nhiều. Không biết ở tuyến tỉnh các anh chị, cái lượng bệnh nhân mà thải sắt định kỳ, cái tiêu chí ferritin dưới 1.000 này thì có nhiều hay không? Đối với các cháu nhỏ tuổi chưa có quá thải sắt nhiều thì chúng ta có thể thấy được, nhưng mà đối với những người lớn tầm khoảng từ 10 tuổi trở ra thì cái việc mà duy trì ferritin dưới 1.000 này tỷ lệ cũng không cao. Và chúng tôi đặt một cái mục tiêu là tiêu chí tốt nhất là để ferritin dưới 500. Thì thực sự là cái này là một cái gọi là mục tiêu lý tưởng đối với các bệnh nhân thalassemia, mà đưa được cái ferritin dưới 500 thì họ gần như sẽ ít có những cái biến chứng về quá thải sắt và họ có cuộc sống gần như người bình thường. Về hiện tại thì chúng ta được biết là có 3 loại thuốc thải sắt mà bây giờ hiện tại đang dùng từ tuyến địa phương đến tuyến trung ương đều có cả 3 loại thuốc này. Đó là cái thuốc deferoxamine, deferiprone và deferasirox. Với biệt dược deferoxamine là Eferan, deferiprone nó là Kenfer hoặc là Savi, và một số cái biệt dược khác. Deferasirox thì nó có cái biệt dược là XJ hoặc là Gonzalez. Thì cái đấy thì chắc tôi thấy được biết là ở Quảng Ninh ấy, là các bệnh nhân là được phát XJ về rất là nhiều. Còn không biết ở các viện tỉnh khác thì bệnh nhân có được phát các thuốc đấy hay không.
thì cái này còn tùy thuộc vào quỹ bảo hiểm, tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Còn hiện tại viện huyết học truyền máu trung ương chúng tôi, X-ray thì bây giờ cũng không có để dùng cho bệnh nhân nữa, mà chúng tôi dùng với cái biệt dược là Gonzalez, nhưng mà cái hiệu quả chúng tôi cũng thấy rất là cao. Cái Deferan bây giờ thì không còn nữa, mà nó là một số cái biệt dược khác như Desconac rồi Dericac hay là một số cái thuốc khác. Quan trọng là cái hóa chất của nó thôi, còn biệt dược thì rất là nhiều. Thì cái cơ chế tác dụng của các thuốc thải sắt khác nhau, nó sẽ mang lại những cái hiệu quả khác nhau và tùy từng lứa tuổi khác nhau. Tôi nói sơ qua về một số cái thuốc thải sắt thì deferoxamin là có cách đây trên 30 năm và được phép lưu hành cũng trên 30 năm. Cái tiếp theo là deferiprone ở châu Á và châu Âu thì được phép lưu hành từ năm 1999. Tuy nhiên ở Mỹ FDA thì chỉ chấp nhận điều trị với deferiprone từ năm 2011, bởi vì họ thấy một số cái tác dụng phụ. Nhưng sau khi có rất là nhiều nghiên cứu đánh giá thì thấy là cái việc mà điều trị deferiprone này rất là tốt và hiệu quả. Thế nên là FDA đã chấp thuận và cấp phép điều trị ở Mỹ từ năm 2011. Một cái thuốc mới nhất gần đây đó là deferal syrup, như các biệt dược là X-ray hoặc Gonzalez, thì được phép lưu hành từ năm 2005. Và đường dùng thì được cải thiện dần. Đầu tiên là đường tiêm, sau đó là đến đường uống. Hiện tại thì căn cứ vào cái thời gian bán thải và những cái lợi ích và những cái thuận tiện của việc điều trị thuốc thải sắt thì một số thuốc bây giờ sẽ được ưa chuộng. Đầu tiên người ta nghĩ đến nó là deferal syrup. Nhưng tuy nhiên thì căn cứ vào các nghiên cứu và hướng dẫn của từng loại thuốc thì nó sẽ phù hợp với từng lứa tuổi khác nhau, từng đối tượng bệnh nhân khác nhau. Thì căn cứ vào thời gian bán thải, đối với cái deferoxamin, cái dạng tiêm truyền, tiêm dưới da hoặc truyền tĩnh mạch, thì cái thời gian bán thải nó rất là ngắn. Thế nên là cái yêu cầu phải đặt ra là phải truyền liên tục với cái thời gian kéo dài từ 8 đến 10 tiếng, thậm chí tốt nhất người ta khuyến cáo là 24 giờ thì là tốt nhất, nhưng mà khó có thể mình duy trì được 24 giờ đối với cái việc thải sắt bằng cái đường truyền này, vì nó sẽ gây một số những cái bất lợi cho cái người bệnh. Nên chính vì vậy thì hiện tại cái thời gian sử dụng kéo dài từ 8 đến 10 giờ. Xin các anh chị nào mà không phát biểu thì xin các anh chị tắt mic giúp tôi ạ, để không ảnh hưởng đến người khác ạ. Đi một vòng các bệnh nhân xem nào. Đúng rồi. Từ 8 giờ. Các anh chị tắt mic giúp tôi ạ. Tiếp theo là cái deferiprone thì cái thời gian bán thải của nó trung bình từ 3 đến 4 giờ. Thế nên là những cái người mà dùng thuốc này thì cần phải uống 3 lần trên ngày. Và cái mới nhất hiện tại là cái thời gian bán thải từ 8 đến 16 giờ. Nên chính vì vậy cái việc mà uống thuốc chỉ cần một lần trên ngày thôi, nó mang lại những cái lợi ích rất là thuận tiện cho bệnh nhân. Căn cứ vào cái một số cái đặc thù của cái tác dụng của thuốc thải sắt và căn cứ vào tình trạng quá tải sắt ở từng bệnh nhân khác nhau. Nên chính vì vậy thì chúng ta sẽ áp dụng và lựa chọn cái thuốc nào phù hợp với đối tượng bệnh nhân của mình, tùy từng bệnh nhân. Bởi vì cái việc mà điều trị hiệu quả hay không thì còn căn cứ vào cái tình trạng quá tải sắt. Chúng ta căn cứ vào cái tình trạng quá tải sắt ở một số cơ quan khác nhau thì chúng ta sẽ lựa chọn một số thuốc thải sắt khác nhau để phù hợp với từng bệnh nhân một. Đối với cái thuốc mà hóa chất deferoxamin thì thải sắt tốt chủ yếu ở huyết tương và gan, thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái trường hợp mà có ferritin tăng cao và có quá tải sắt ở gan thì chúng ta sẽ lựa chọn thuốc này. Tiếp theo là khả năng thải sắt ở trong tim, nếu như bệnh nhân nào có quá tải sắt ở tim hoặc là bệnh nhân nào có quá tải sắt nặng thì chúng ta dùng deferiprone, thì cái này nó mang lại hiệu quả rất là cao đối với những trường hợp quá tải sắt rất là nặng, và đặc biệt là quá tải sắt trong tim, nó sẽ kéo sắt ở trong tim ra. Còn cái hoạt chất là deferal syrup được áp dụng từ 2005
thì nó có hiệu quả thải sắt ở trong cả gan và tim. Chính vì vậy thì chúng ta lựa chọn cái thuốc nào nó phù hợp với tình trạng của bệnh nhân, phù hợp với cái điều kiện cơ sở y tế của mình, có thuốc nào chúng ta sẽ chọn phù hợp với bệnh nhân, chọn phù hợp với lứa tuổi. Còn căn cứ vào những cái tác dụng không mong muốn của từng bệnh nhân thì chúng ta cũng sẽ để lựa chọn và đổi thuốc cho bệnh nhân nếu như cần thiết. Đối với deferoxamin thì cái độc tính đối với tai, võng mạc ảnh hưởng đến xương và sự tăng trưởng của xương nếu ở cái liều cao, và độc tính ở phổi phản ứng tại nơi tiêm truyền thì gần như là tôi thấy cái deferoxamin này nó khá là lành, thì có thể sử dụng cho các cháu từ 3 tuổi trở lên. Nếu như không thấy một số những cái độc tính mà chúng ta thấy ở tai, ở mắt và liên hệ xương thì chúng ta có thể dùng. Cái này thì rất là dùng cái chỉ định nó rất là rộng, trẻ từ 3 tuổi trở lên chúng ta có thể dùng được. Tuy nhiên thì cái bất tiện của nó thì lại phải tiêm truyền trong thời gian dài. Đối với cái hoạt chất deferiprone thì cái tác dụng không mong muốn của nó đó là gần như là cái mất cái bạch cầu hạt hoặc giảm cái bạch cầu trung tính. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ này theo thống kê của các nghiên cứu trên thế giới thì cái tỷ lệ này nó từ 0,6 đến 1% thôi. Tỷ lệ nó rất là thấp, nên nếu như mà mình theo dõi bệnh nhân điều trị mà ổn thì chúng ta có thể sử dụng thuốc này. Và một số những phản ứng mà khi dùng thuốc này đó là rối loạn về dạ dày, ruột, như là bệnh nhân có nôn, có đau vùng thượng vị hoặc là có đau khớp thì chúng ta cân nhắc cái việc mà dùng thuốc này. Tiếp theo đối với cái đề hóa chất deferoxamin thì nó có nguy cơ là tăng creatin máu và có nổi ban, có rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là đau bụng hoặc là tiêu chảy, thì chúng ta cân nhắc giữa những cái tác dụng không mong muốn để chúng ta dùng cho bệnh nhân nó phù hợp. Các thuốc thải sắt này thì có đường uống, có đường tiêm, cái khả năng loại bỏ sắt khác nhau thì chúng ta căn cứ vào tùy tình hình thì chúng ta sẽ lựa chọn. Cái hoạt chất deferoxamin đường tiêm thì cái khả năng mà loại bỏ sắt với tỷ lệ 1:1 có nghĩa là một phân tử thuốc sẽ loại bỏ được một phân tử sắt. Đối với cái hoạt chất deferoxamin đường uống thì khả năng loại bỏ là hai phân tử thuốc sẽ loại bỏ được một phân tử sắt. Cái deferoxamin thì cái ba phân tử thuốc mới loại bỏ được một phân tử sắt. Thế chính vì vậy thì chúng ta thấy, nhìn qua đây thì thấy cái tỷ lệ cái loại bỏ sắt ở deferoxamin thì nó là hiệu quả nhất, nhưng tuy nhiên thì cái bất tiện của nó và cái thời gian bán thải của nó sẽ làm cho chúng ta phải sử dụng một cách nó hợp lý và phù hợp với bệnh nhân. Sau đây tôi sẽ đi vào từng loại thuốc cụ thể như sau. Cái hoạt chất deferoxamin, cái tên mà chúng ta thường thấy đó là deferan, với hàm lượng là 500 mg, chỉ định dùng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên vì có cái nguy cơ làm chậm phát triển của hệ xương. Tuy nhiên đây là thuốc mà có thể sử dụng sớm nhất cho các bệnh nhân nếu có quá thải sắt. Và đối với những trường hợp mà phụ nữ có thai có thải sắt, có quá thải sắt thì chúng ta có nên dùng hay không? Thì người ta khuyến cáo là không nên dùng cho trẻ, cho những sản phụ mà có thai trong vòng 3 tháng đầu thai kỳ, và có thể dùng khi mà thai kỳ trên 3 tháng. Tuy nhiên thì cân nhắc giữa những cái lợi ích và những cái tình trạng quá thải sắt thì gần như là chúng tôi hạn chế cho việc dùng thuốc thải sắt này đối với những phụ nữ có thai. Thì về liều dùng thì trẻ em thì chúng ta có thể dùng liều từ 20 đến 40 mg trên gram cân nặng trên ngày, thời gian truyền từ 8 đến 12 giờ. Đối với người lớn thì dùng 40 đến 60 mg trên gram trên ngày, và thời gian truyền cũng rất là dài, từ 8 đến 12 giờ, bởi vì thời gian bán thải của nó rất là thấp, quanh khoảng 20 phút. Nó thải sắt qua gan, mật, qua nước tiểu. Thế nên là chúng ta, đây là những cái bệnh nhân mà truyền thải sắt này, người ta thường nói là sau khi thải sắt thì tôi đi tiểu sẫm màu. Thì những bệnh nhân nào đi tiểu sẫm màu thì thấy rằng có hiệu quả. Còn những bệnh nhân nào mà thải nhanh quá thì nước tiểu của họ trong hơn, thì cái việc hiệu quả thải sắt nó sẽ kém. Thì không biết là hiện tại ở các tuyến tỉnh thì các anh chị có thuốc này để dùng không ạ? Có, bọn em vẫn đang truyền thuốc thải sắt ạ.
có loại đề Feosemin ạ. Rồi, cảm ơn các anh chị. Thì hiện tại thì cái này vẫn là cái phổ biến và trong nội trú thì có rất là nhiều. Tiếp theo là những cái bất tiện của nó, như lúc nãy tôi phân tích, đó là phải tiêm truyền, phải phụ thuộc vào nhân viên y tế, phải mang máy móc, máy mang máy và truyền dịch, thời gian kéo dài, dẫn đến cái việc tuân thủ của bệnh nhân rất là khó. Trước đó, trước đây thì chưa có dịch COVID thì hiện tại các bệnh nhân đi viện rất là đông. Nhưng mà bây giờ trong cái dịch bệnh COVID này nên là cái lượng bệnh nhân đến viện sẽ vắng hơn rất là nhiều. Cái việc mà họ thải sắt thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. À, khi mà dùng thuốc này thì sẽ có một số, thì không biết là các anh chị ở tuyến tỉnh có gặp nhiều không, như về da, như đau sưng, cái nơi mà tiêm truyền, đôi khi bệnh nhân có kèm theo sốt và có thể thậm chí sốt rét run và mệt. Về tiêu hóa thì có buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy và có thể làm tăng men gan. Thì không biết ở tuyến tỉnh các anh chị có gặp những phản ứng không mong muốn này không ạ? Và khi gặp những cái phản ứng không mong muốn này thì các anh chị xử trí như thế nào ạ? Đối với chúng tôi thì chúng tôi bắt đầu truyền cho các em bé từ 3 tuổi trở lên. Thì có một số cháu thì lại không nhiều, có những cái biến chứng như thế này, tác dụng không mong muốn như thế này. Khi mà truyền thuốc thải sắt thì chúng tôi tạm thời chúng tôi có thể dừng lại, hoặc chúng tôi có thể dùng một số những cái thuốc chống dị ứng, sau đó thì có thể truyền lại cho bệnh nhân. Nếu như mà bệnh nhân có thể dùng được thì chúng tôi sẽ tiếp tục cho bệnh nhân dùng ở những đợt tiếp theo và giảm, có thể giảm liều. Sau đó thì các bệnh nhân gần như là quen dần và cái thuốc này gần như chúng tôi thấy tỷ lệ mà phản ứng rất là ít, dưới 1% thôi. Khi mà dùng thuốc này thì chúng ta cần phải lưu ý một số tương tác thuốc. Vitamin C thì có thể gây rối loạn nhịp tim cho những trường hợp bệnh nhân là điều trị bằng cái thuốc này. Thế nên là chúng tôi khuyến cáo là không dùng kết hợp vitamin C trong quá trình điều trị thuốc thải sắt. Và dùng với một số thuốc như thuốc an thần thì có thể gây cái mất ý thức tạm thời của bệnh nhân. Chúng ta cân nhắc đâu những bệnh nhân mà có bệnh lý phối hợp cần phải dùng cái thuốc này thì chúng ta phải cân nhắc. Tiếp theo là thuốc thải sắt deferiprone. Thì cái thuốc này nó là cái thuốc được uống chỉ định cho trẻ từ 10 tuổi trở lên. Tuy nhiên thì trên thực tế thì tôi thấy ở một số cơ sở khác thì có thể dùng sớm hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì theo khuyến cáo của tài liệu, khuyến cáo của nhà sản xuất thì nên chỉ định cho trẻ từ 10 tuổi trở lên. Trong trường hợp mà có quá thải sắt quá nhiều hoặc không có thuốc khác thay thế thì chúng ta có thể cân nhắc cho trẻ từ 6 tuổi trở lên. Thì viên thuốc uống có hàm lượng từ 250 đến 500 mg với liều dùng khuyến cáo là 75 mg trên gram trên ngày chia làm 3 lần và không dùng quá 100 mg trên ngày. Thì hiện tại thì chúng tôi thấy trên thực tế là các bệnh nhân mà tuân thủ được cái liều 75 mg này thì cái hiệu quả thải sắt rất là tốt. Tuy nhiên là uống với cái liều như thế này thì chúng tôi gặp một số những cái phản ứng không mong muốn cho bệnh nhân. Thường phản ánh lại là tôi uống đủ liều như thế này thì tôi thường hay đau bụng, hay buồn nôn, thậm chí là tôi cảm thấy rất là mệt, không thể uống được nữa. Thế nên là chúng tôi linh động những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể là giảm liều cho bệnh nhân xuống 50. Sau đó thì theo dõi cho bệnh nhân uống một vài ngày, sau quen dần thì các bệnh nhân về cơ bản là có thể thích nghi với thuốc này. Cái thời gian bán thải của nó từ 3 đến 4 giờ. Thế nên là cái việc mà tuân thủ 3 ngày trên lần, à 3 lần trên ngày thì đa phần là các bệnh nhân có thể tuân thủ được. Và nó thải trừ qua nước tiểu. Thế nên là các bệnh nhân mà uống thuốc này thấy hiệu quả thải sắt là nước tiểu màu vàng đậm thì chúng ta thấy cái hiệu quả thải sắt. Và tỷ lệ thải sắt cái này là 3 phân tử sắt mới gấp được 1 phân tử sắt. Thế nên chính vì vậy chúng ta lại cân nhắc. Nhưng mà nó tiện lợi là nó được uống và thải sắt ở trong tim rất là tốt cho những trường hợp bệnh nhân quá thải sắt mức độ nặng. Thế nên chúng ta
dùng cái này cũng tôi thấy cũng rất là tốt. Tiếp theo là cái ưu điểm của nó, tiện lợi, tác dụng thải sắt tốt, đặc biệt là tại thải sắt ở trong tim tốt hơn cả deferoxamine và deferoxidoc. Nên chính vì vậy thì cái thuốc này đối với những bệnh nhân thalassemi mà có quá thải sắt mức độ trung bình nặng trở lên và trên 10 tuổi thì chúng tôi khuyến khích nên dùng thuốc này. Theo một số cái nghiên cứu của tạp chí tim mạch thì cái việc mà kết hợp thải sắt deferoxamine với deferiprole này thì sẽ mang lại cái hiệu quả cải thiện chỉ số T2 ở tim tăng lên rất là cao. Khi mà kết hợp này thì là nó sẽ tăng cái hiệu quả thải sắt ở tim rất là nhiều. Cải thiện được cả phân số tống máu, ép tăng biến chứng quá thải sắt. Nhược điểm thì nó chỉ dùng cho trẻ trên 10 tuổi thôi. Bệnh nhân là phải tuân thủ 3 lần một ngày. Có thể đau khớp, tăng men gan, giảm bạch cầu. Tuy nhiên thì những cái bệnh nhân chúng tôi dùng thì là đều có thể thích nghi được. Một số bệnh nhân khác mà không thích nghi được thì chúng tôi có thể phải chuyển thuốc khác. Nhưng tuy nhiên thì tỷ lệ mà phải chuyển thuốc thì rất là thấp. Thì không biết các anh chị ở tuyến tỉnh thì cái hoạt chất deferiprole này có nhiều không? Hiện tại thì ở viện huyết học thì là chúng tôi có cái này rất là sẵn với chi phí rất là rẻ. Chỉ có mấy nghìn một viên thôi nên có thể phát cho bệnh nhân về dùng hàng ngày được. Còn không biết là tuyến tỉnh thì các anh chị có không? Tôi nghĩ là thuốc này rẻ tiền nên là chắc các tuyến tỉnh cũng đều có hết. Tiếp theo là cái thuốc thải sắt mà hiện tại bây giờ mà mọi người thấy nó sớm nhất, đó là cái deferoxirox hoạt chất là như vậy. Còn biệt dược nó có là X-ray, Gonzalez và với cái biệt dược mới nhất đó là Zecnu. Thì hiện tại X-ray thì nhà sản xuất đã chuyển sang cái Zecnu rồi. Thế nên là X-ray thì sẽ không còn nhiều nữa. Tuy nhiên thì cái chi phí cho cái một viên X-ray này là theo chi phí bảo hiểm giá rất là đắt. Hơn 100.000 một cái viên, hàm lượng 250 và gần 200.000, hơn 100.000 cho cái viên hàm lượng 125 và gần 200.000 cho viên hàm lượng 250. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ thấy là việc vượt trần quỹ bảo hiểm. Chính vì vậy cái việc mà sử dụng X-ray này thực sự là bài toán rất là khó đối với những trường hợp mà quy định vượt trần bảo hiểm. Còn bệnh nhân mà có điều kiện mua thuốc này thì rất là ít. Và hiện tại chúng tôi đang dùng cái Gonzalez. Với cái hoạt chất deferoxirox này thì chúng tôi thấy cái hiệu quả của nó cũng rất là tốt. Giá cả thì chỉ bằng 1/10 của cái X-ray này thôi. Nhưng mà cái hiệu quả điều trị rất là tốt. Và tiếp theo là cái Zecnu, nó là một cái dạng bào chế khác của deferoxirox. Cái viên này là viên nang, viên bao phin. Thế nên là bệnh nhân có thể uống nuốt chửng được, không phải phải hòa tan giống như X-ray hoặc là Gonzalez. Thì cái việc này sẽ thuận tiện hơn cho những trường hợp mà họ không muốn uống cái viên hòa tan mà họ uống cái viên bao phin. Thì có hàm lượng từ 90 đến 180 hoặc 360 tùy. Nhưng hiện tại thì cái số lượng thì cái thuốc hoạt chất deferoxirox này nó dùng cho trẻ từ 6 tuổi trở lên. Trong những trường hợp mà quá thải sắt mức độ nặng, chúng ta có thể dùng cho trẻ từ 2 tuổi. Và liều từ 20 đến 40 mg/kg trên ngày. Và liều khởi đầu thì chúng tôi khuyến cáo và theo tài liệu khuyến cáo thì cũng dùng từ liều từ 20 mg/kg trên ngày. Và chúng ta sẽ tăng dần theo cái hướng dẫn của họ. Cái tiện là uống một này và uống vào cái thời gian mà dạ dày còn trống, có nghĩa lúc đói. Bởi vì thời gian mà ăn phân tử thuốc bắt một phân tử sắt thải trừ qua gan, mật và xuất qua phân, nên nước tiểu của những cái trường hợp bệnh nhân mà uống thuốc thải sắt deferoxirox này nó sẽ không sẫm màu. Thì một số bệnh nhân thắc mắc là tại sao tôi uống thuốc thải sắt này mà tôi đi tiểu không sẫm màu, chắc là không có hiệu quả rồi. Cũng rất là nhiều bệnh nhân hỏi chúng tôi câu trả lời câu hỏi đấy, và chúng tôi trả lời là vì cái thuốc có cái con đường thải trừ khác nhau.
Thế nên là cái thuốc này nó không thải trừ quá kiểu nhưng các anh chị không thấy được, mà chị thấy được qua cái xét nghiệm mà hàng tháng các anh chị đến điều trị chúng tôi làm lại thôi ạ. Và nhược điểm thì nó rất là đắt tiền đối với hoạt chất XJ, đối với cái biệt dược là XJ, còn đối với các biệt dược Gonzalez thì nó là một cái chi phí hợp lý, tôi nghĩ là có thể dùng được. Tuy nhiên thì nó vẫn đắt hơn cái Deferi. Một số cái tác dụng không mong muốn nó là rối loạn tiêu hóa, suy chức năng gan thận và độc cho thính giác. Đối với những trường hợp mà dùng Deferacerob thì chúng ta theo dõi một số cái tác dụng không mong muốn như vậy. À, về thải sắt thì các anh chị có cái các loại thuốc thì tôi thấy một số các anh chị ở đây có chat qua Zoom thì nói là bệnh viện Nhi Thái Bình chúng em có gặp sốc phản vệ, thì cái này cũng có thể có, bất kể một cái gì đều có nguy cơ phản vệ. Thế nên là trong những trường hợp mà có nguy cơ phản vệ thì chúng ta xử trí giống như một cái sốc phản vệ và ngừng không dùng cái thuốc này nữa và chúng ta chuyển sang thuốc khác. Thì sau qua cái cơn sốc phản vệ thì bệnh nhân lại trở về ổn định bình thường thì chúng ta có thể điều trị chuyển sang thuốc khác. Một số nơi là bảo không có XJ thì hiện tại thì XJ gần như là họ cũng sản xuất rất là ít mà họ chuyển sang sản xuất là cái Zecnu, thì cái viên bao phin nó sẽ thuận tiện hơn trong quá trình dùng thuốc của bệnh nhân. Nhưng chính vì vậy thì hiện tại bây giờ là viện hoặc chúng tôi cũng có cái loại đấy nhưng mà lại hiện tại đang hết thầu, thì không biết ở tuyến tỉnh các anh chị thì có thầu mới có thuốc đấy hay không, nhưng mà đấy cũng là một trong những lựa chọn. Nhưng tuy nhiên thì giá cả của nó rất là đắt nên các anh chị phải cân nhắc bởi vì liên quan đến quỹ bảo hiểm. Đấy là về điều trị thải sắt. Còn cái điều trị mà triệt để có thể chữa khỏi bệnh đó là điều trị ghép tế bào gốc. Thường chúng ta sẽ quan tâm đến cái này đối với những trường hợp nào mà có điều kiện về kinh tế và mong muốn hiện tại bây giờ là chữa khỏi bệnh cho con. Bởi vì các bệnh nhân thalassemia gần như là cái tỷ lệ mà gia đình khó khăn là rất là cao, tầm khoảng 70-80% gia đình là hoàn cảnh rất là khó khăn. Nên cái việc mà nghĩ đến điều trị ghép tế bào gốc để chữa khỏi bệnh thì quả thật đấy là một cái thách thức rất là lớn đối với họ. Nhưng tuy nhiên thì hiện tại bây giờ thì với cái chi phí mà ghép tế bào gốc từ khoảng 500 đến 700 triệu thì rất là nhiều gia đình có khả năng để điều trị cho con khỏi bệnh. Cái này chỉ định trong trường hợp bệnh nhân thalassemia mức độ nặng, beta thalassemia, huyết sắc tố E và tuổi dưới 16, với điều kiện là có người cho phù hợp HLA hoàn toàn, có thể ghép từ anh chị em ruột. Đối với những người mà không có HLA phù hợp hoàn toàn, chỉ cần phù hợp 50% lên thì có thể là ghép haplo, có nghĩa là ghép nửa hòa hợp, chỉ cần hợp 50% trở lên thì có thể ghép được. Và chưa những có những cái biến chứng về quá tải sắt mức độ nặng thì những trường hợp đấy đều có chỉ định là ghép tế bào gốc. Bệnh nhân không cần phải truyền máu nữa và thậm chí các bệnh nhân nếu mà điều trị tốt thì cũng không phải thải sắt nữa. Thì hiện tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương chúng tôi đã điều trị ghép thành công cho 11 ca nguồn gốc từ máu dây rốn này, từ máu ngoại vi này, từ người cho phù hợp HLA 50%, thì tỷ lệ thành công nó tầm khoảng 60-70%. Sau khi điều trị thì bệnh nhân không phải truyền máu nữa và sau một thời gian theo dõi thì cái lượng ferritin của bệnh nhân nó cũng duy trì ở mức ổn định dưới 1.000 hoặc dưới 500. Nhưng tuy nhiên thì ghép là một cái công cuộc để chữa khỏi bệnh, thế nên là nó không hề đơn giản một chút nào. Nhưng nếu như mà mình có điều kiện để ghép cho những cái trường hợp mà bệnh nhân thể nặng, cho các cháu bé mà có điều kiện thì chúng ta cũng nên làm. Bởi vì sau khi điều trị thành công thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân phải truyền máu, phải đến viện điều trị thường xuyên là rất là thấp mà mang lại một cái cuộc sống gần như bình thường cho các cháu. Đấy là một cái điều mà rất là mong muốn của chúng tôi và rất là nhiều phụ huynh của các bệnh nhân. Nên chính vì vậy thì cái việc điều trị cho những cái bệnh nhân mà trước ghép tế bào gốc thì hết sức quan trọng. Bởi vì để có ghép được thì chúng ta cần phải có một cái điều trị hết sức là tốt trước khi ghép. Chúng tôi yêu cầu những cái bệnh nhân mà ghép tế bào gốc để có kế hoạch ghép là phải truyền máu, là truyền đầy đủ, định kỳ, cố gắng duy trì huyết sắc tố quanh 110 đến 120 gram trên lít. Thứ hai
là truyền máu, lọc bạch cầu và chiếu tia xạ là tốt nhất. Tiếp theo là vấn đề thải sắt. Đối với các bệnh nhân mà có kế hoạch ghép điều trị thải sắt, bởi vì nếu như có biến chứng có thải sắt mức độ nặng thì cái việc ghép mà thành công nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Thì cái việc mà bắt đầu điều trị cho những trường hợp mà với chẩn đoán hoặc những cái bệnh nhân chẩn đoán rồi có kế hoạch ghép tế bào gốc thì ở tuyến tỉnh các anh chị tiếp cận rất là nhiều. Nên chính vì vậy thì cái việc mà truyền máu thải sắt là hết sức cần quan tâm. Các anh chị ở tuyến tỉnh là những người tiếp nhận đầu tiên thì mong các anh chị lưu ý là những trường hợp này các anh chị cho truyền máu đầy đủ, cố gắng là có máu lọc bạch cầu, chiếu tia xạ thì là tốt nhất. Còn nếu như mà không được thì chúng ta có thể chuyển lên tuyến trên để cho các cháu có nhiều cơ hội hơn. Các anh chị, một số anh chị hỏi là trong alpha thalassemi tại sao lại không ghép, bởi vì cân nhắc giữa cái lợi ích và cái nguy cơ. Đối với alpha thalassemi thường là thể trung bình hoặc nhẹ thì cái việc mà truyền máu và điều trị thì gần như là sẽ được giãn thưa hơn so với cái beta thalassemi mức độ nặng hoặc là beta thalassemi mức độ trung bình với sắc tố E, thì cái việc điều trị nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thậm chí 3 tháng bệnh nhân phải đi điều trị một lần hoặc thậm chí chỉ đi khám định kỳ thôi, không phải thải sắt nữa. Thế nên chính vì vậy cái việc mà cân nhắc giữa lợi ích và những cái nguy cơ thì người ta hiện tại bây giờ trên thế giới theo phác đồ của TF hoặc là theo cái tổ chức y tế thế giới thì người ta cũng chưa khuyến cáo ghép trong alpha thalassemi. Thế nên chỉ khuyến cáo cho ghép trong beta thalassemi mức độ nặng hoặc là beta thalassemi với sắc tố E. Đấy là cái việc ghép tế bào gốc, thì xin lưu ý các anh chị là có cơ hội chữa khỏi bệnh và tỷ lệ thành công 60-70%. Chi phí thì cũng tương đối, bây giờ một số gia đình có thể chi phí trả cái mức như thế này. Đây là ngoài bảo hiểm, bởi vì bảo hiểm họ chi trả khá là nhiều, đây là ngoài bảo hiểm thôi. Một số tiền về tiền giường, tiền thuốc mà bảo hiểm không có. Một cái liệu pháp điều trị khỏi tiếp theo đó là liệu pháp gen. Thì hiện tại người ta cũng chỉ định trong beta thalassemi mức độ nặng, beta thalassemi huyết sắc tố E, nhưng mà trong cái giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và hiện tại thì chưa áp dụng ở Việt Nam, nhưng cũng nói được anh chị. Nhưng mà về trong cái gì là chúng ta có thể có cái phương pháp điều trị này. Tiếp theo là một cái điều trị hỗ trợ cắt lách, thì cái việc cắt lách này tí nữa sẽ thạc sĩ Chi sẽ trình bày kỹ hơn, nhưng mà theo cái nguyên tắc là không khuyến khích cái việc cắt lách, cố gắng trì hoãn. Vì sau khi cắt lách người bệnh có rất là nhiều nguy cơ. Và chỉ cắt lách trong một số trường hợp mà cái nhu cầu truyền máu tăng cao, lách quá to gây cản trở cho sinh hoạt hàng ngày. Và cường lách đặc biệt là đối với những trẻ trên 5 tuổi chúng ta mới khuyến cáo nên cắt lách, còn dưới 5 tuổi chúng ta hạn chế khá tối đa, càng ít cắt lách càng tốt. Và điều trị tiếp theo đó là điều trị hỗ trợ, thì có thuốc tăng tạo huyết sắc tố E, mục tiêu nó là làm tăng tổng hợp của chuỗi gamma để kết hợp với chuỗi alpha để tạo huyết sắc tố F, dẫn đến giảm bớt cái lượng dư thừa chuỗi alpha trong thalassemi huyết sắc tố E để làm tăng cái chất lượng hồng cầu. Và thuốc thường dùng thì người ta hay dùng nó là hydroxyurea với liều từ 10 đến 20 mg/kg ngày. Thì cái này thì thường dùng cho những cái bệnh nhân mà bạch cầu mãn tính hoặc là một số trường hợp mà hội chứng tắc sinh tủy cũng có thể dùng cái này. Cái này là hóa chất, thế nên là chúng ta cân nhắc cái việc dùng. Thường là chỉ định cho beta thalassemi mức độ trung bình và huyết sắc tố E. Và một số điều trị cần lưu ý khác nữa đó là đối với những cái bệnh nhân mà có quá tải sắt thì nó gây suy tuyến nội tiết, gây bệnh nhân bị đái tháo đường, suy tuyến yên. Những điều bệnh nhân mà truyền máu nhiều có thể gây viêm gan B, viêm gan C. Những cái bệnh nhân mà thiếu máu mãn tính kéo dài có thể gây suy tim. Đấy là một trong những số những điều trị hỗ trợ. Thì trong từng trường hợp cụ thể thì chúng ta cần phải cân nhắc. Đối với những bệnh nhân thalassemi mà có đái tháo đường thì chúng tôi khuyến cáo là đối với những bệnh nhân như thế này thì cái việc đáp ứng với điều trị thuốc đái tháo đường, đường uống là rất là ít. Đa phần các bệnh nhân đều phải tiêm. Và tùy theo cái mức độ đái tháo đường của họ mà mình, bởi vì cái bệnh nhân thalassemi nó có rối loạn dung nạp insulin rất là lớn, thế nên là
nó sẽ có những cái khó khăn về việc tuân thủ trong cái điều trị thalassemia, bởi vì bệnh nhân thường là trẻ tuổi, thường là cái điều kiện kinh tế nó khó khăn, nhưng cái việc tuân thủ nó sẽ khó hơn những người mà có điều kiện kinh tế. Thứ hai là những cái người mà cao tuổi, người ta có ý thức của cái việc điều trị. Thế nên là cái việc điều trị những cái biến chứng thalassemia thì mình cũng cần phải chú ý và nhắc nhở bệnh nhân tuân thủ, chứ không nếu họ sẽ có những cái biến chứng. Đối với những trường hợp mà đái tháo đường họ quên không dùng thuốc, hoặc là họ thấy tôi chả sao cả nên tôi bỏ thuốc, thì có những trường hợp mà chúng tôi cấp cứu bệnh nhân tụt đường huyết cũng rất là nhiều, cấp cứu và tăng đường huyết cũng rất là nhiều. Nhưng nếu mình điều chỉnh đều và khuyến cáo bệnh nhân là tuân thủ thì mình có hoàn toàn kiểm soát giống như một cái đái tháo đường bình thường, đái tháo đường type 2. Về tiếp theo đó là ngoài cái vấn đề điều trị về thuốc, điều trị về ghép tế bào gốc, điều trị về hỗ trợ, thì cái chế độ ăn đối với bệnh nhân thalassemia cũng hết sức quan trọng. Chúng ta phải hạn chế cái thực phẩm có chứa sắt và cân bằng cái dinh dưỡng, ăn nhiều rau quả tươi, và sau khi ăn có thể uống nước chè để hạn chế hấp thu sắt. Cái này là cái chế độ ăn hết sức là đơn giản, nhưng tuy nhiên để tuân thủ cho các bệnh nhân thalassemia thì quả thật nó là bệnh mãn tính, điều trị cả đời nó cũng sẽ rất gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mong các anh chị sẽ tư vấn cho bệnh nhân để họ ý thức được cái việc từ chế độ ăn, chế độ uống thuốc, chế độ điều trị và tuân thủ điều trị thì sẽ hạn chế được các biến chứng và mang lại chất lượng điều trị. Và về phần trao đổi về điều trị của tôi ấy, thì là tôi sẽ trao đổi mấy vấn đề như vậy. Còn tiếp theo là điều trị hỗ trợ cắt lách thì thạc sĩ Chi sẽ trao đổi với các anh chị về phần tiếp theo. Thì mong các anh chị có những cái câu hỏi thì tôi có thể chia sẻ cùng với các anh chị ạ. Đây tôi thấy các anh chị có chat xin bài giảng, rồi tí nữa tôi sẽ gửi bài giảng cho các anh chị. Có anh chị nói là chưa gặp bệnh nhân nào có phản ứng. Có anh chị nào có hỏi tiếp gì không ạ? Tôi rất là mong muốn có sự trao đổi, bởi vì học qua Zoom nó có những cái nhược điểm là các anh chị cứ vào để không biết là các anh chị có nghe được hay không, hay giảng viên nói các anh chị có thấy là dễ nghe hay không, hay là những cái kiến thức mà chúng tôi đưa ra thì nó cũng hết sức là đơn giản để các anh chị có thể tóm tắt để áp dụng trong thực tế lâm sàng của mình điều trị. Thôi cho em hỏi đi ạ. Em nói đi. Em hỏi là chưa hiểu cơ chế vì sao mình phải bổ sung acid folic và bổ sung acid folic cho bệnh nhân đi. Có làm cải thiện được tình trạng của bệnh nhân. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Với bệnh nhân thalassemia, nguyên tố, yếu tố để tăng tạo hồng cầu, thì đối với về màng hồng cầu nó vỡ như thế, thì và thứ hai là cái tổn thương về mặt di truyền nó có thể ảnh việc mà bổ sung acid folic 1 mg trên ngày đối với các bệnh nhân là nên dùng. Tuy nhiên thì bây giờ trong chế độ ăn của các bệnh nhân ấy, là gần như cái acid folic nó cũng có đầy đủ. Thế nên là cái việc mà tôi thì đối với quan điểm của tôi với sách vở hướng dẫn ấy, tài liệu ấy, thì tôi vẫn bổ sung cho con trẻ em, thì chúng ta có thể bổ sung cái viên 400 mg trên kg trên ngày để nó tăng tạo hồng cầu, thì nó sẽ hạn chế cái khi mà tăng tạo lên thì cái nhu cầu mà để tạo hồng cầu của bệnh nhân nó sẽ có cái nguyên liệu để tạo hồng cầu. Không phải riêng đối với bệnh nhân thalassemia mà các bệnh nhân khác hoặc những người bình thường khác thì cái nhu cầu acid folic nó cũng rất cần thiết. 1 mg trên kg hay là 1 mg? 1 mg trên ngày. 1 mg trên ngày. Các bệnh nhân này dùng thường xuyên thì tôi thấy đối với những trường hợp mà bệnh nhân thể nhẹ hoặc thể trung bình ấy, và theo tài liệu hướng dẫn ấy, thì nên bổ sung
thì cái việc mà tạo máu của bệnh nhân nó sẽ tốt hơn rất là nhiều và hạn chế được cái nguy cơ của truyền máu. Có bạn hỏi là bạn Hồng Hồng Hạnh là có thể dùng thuốc thải sắt bao nhiêu ngày, tháng nào cũng truyền hay là nên truyền cách tháng? Thực ra đối với nhân Clasami thì là có tan máu mãn tính hàng ngày, chính vì vậy cái việc mà thải sắt nên duy trì định kỳ, có nghĩa là hàng ngày, nếu mà thải sắt được tất cả các ngày trong năm trong tháng, nếu bệnh nhân có nguy cơ thải sắt là tốt nhất. Và đặc biệt những trường hợp mà bệnh nhân có quá thải sắt nhiều, mức độ trung bình hoặc là nặng thì chúng ta có thể kết hợp hai loại thuốc thải sắt. Nhưng tuy nhiên thì tuân thủ hàng ngày thì các bệnh nhân thường là sẽ khó, nhưng mà một tuần tầm khoảng 5 đến 7 ngày thì 5 ngày thì các bệnh nhân thường là tuân thủ được. Nếu như họ có thiện chí muốn thải. Còn những trường hợp mà họ không tuân thủ thì chúng tôi cũng không làm cách nào được. Bây giờ chúng tôi phải giải thích cho họ là cái nguy cơ, thấy được cái tầm quan trọng của việc dùng thuốc thải sắt định kỳ và thường xuyên, nó sẽ mang lại hiệu quả rất là lớn, hạn chế được các biến chứng. Thế nên các anh chị yên tâm là mình có thuốc thải sắt loại nào mình dùng cũng được, không nhất thiết phải dùng loại đắt tiền. Cái loại nào mà phù hợp với bệnh nhân, thuận tiện cho bệnh nhân không có phản ứng phụ là chúng ta phải dùng được hết. Và dùng được thường, càng thường xuyên càng tốt. Em thưa cô, làm như ở phối hợp giữa DFO và DFP đấy ạ. Thì ở ở viện thì các cô thì mình sẽ vẫn cho cái liều giống như là liều mình dùng riêng tại F, hay là lúc phối hợp mình có giảm liều không ạ? Rất là cảm ơn câu hỏi của bạn. Nhiều bạn cũng hỏi tôi câu hỏi đấy. Thì đối với mỗi một cái thuốc thải sắt thì nó lại có cơ chế tác dụng khác nhau, thế nên mình không phải giảm liều. Có nghĩa là mình dùng đơn độc hay kết hợp thì mình vẫn dùng phun liều. Nhưng quan trọng là bệnh nhân có chịu được cái liều đấy hay không. Ví dụ như chúng tôi dùng cho những trường hợp người lớn mà có quá thải sắt mức độ nặng từ ferritin từ trên 2500 thì phối hợp là cái deferoxamin chúng tôi dùng từ 40 đến 60 mg trên ngày, trên kg cân nặng trên ngày. Và deferiprone thì chúng tôi dùng 75 mg trên kg trên ngày, chia 3 lần, thì là đa phần các bệnh nhân đều dùng được. Còn nếu bệnh nhân thấy mệt thì chúng tôi có thể giảm liều đi một chút, căn cứ vào tình hình cụ thể của bệnh nhân. Thưa cô, cho em hỏi là hai câu hỏi. Thứ nhất là cái ngưỡng mà trong bài giảng cô đạt rất là cao khi mà huyết sắc tố phải trên 120-140. Tuy nhiên cô cũng nói là tùy cái việc mà bệnh nhân nhiễm sắc thế nào, thì xin cô chia sẻ kinh nghiệm tại viện để mình xác định được cái ngưỡng huyết sắc tố mà nó vừa đảm bảo hoạt động bình thường cho bệnh nhân và cũng đảm bảo là bệnh nhân không được nhiễm sắt quá nhiều. Thứ hai là em xin hỏi là nãy cô có chia sẻ là việc khi mình truyền thải viện có thực hành là mình giảm liều có lần sau. Tuy nhiên thì nổi ban trên da là cái biểu hiện của phản ứng phản vệ độ 1 rồi, thì em hỏi là cái vấn đề này mình có cần thiết là phải điều trị giải mẫn cảm trước khi dùng lại thuốc không ạ? Em cảm ơn. Thực tế thì cảm ơn câu hỏi của bạn. Thứ nhất là về truyền máu thì chúng tôi đối với những trường hợp mà thể nặng thì chúng tôi khuyến trong tài liệu hướng dẫn là truyền duy trì là 120 đến 140 gram trên lít ấy. Thì nếu như áp dụng được tốt nhất như thế là tốt nhất, nhưng mà tuy nhiên thì thứ nhất là căn cứ vào tình trạng quá tải sắt của bệnh nhân thì chúng tôi có thể duy trì với cái lượng huyết sắc tố 110 gram là bệnh nhân rất là ok trong vấn đề mà sinh hoạt của họ, thì duy trì như thế là bệnh nhân ổn và hạn chế được cái quá tải sắt cho do truyền. Tiếp theo là những cái bệnh nhân mà có sinh máu ngoài tủy thì với cái lượng huyết sắc tố khoảng 100 đến 110 gram trên lít thì bệnh nhân vẫn rất là đau lưng và mệt, thì chúng tôi vẫn bắt buộc phải truyền đến lượng huyết sắc tố cao và kết hợp là khuyến khích họ phải dùng thuốc thải sắt thường xuyên để hạn chế quá trình quá tải sắt và tăng cái hiệu quả điều trị. Bởi vì những cái bệnh nhân sinh máu ngoài tủy, nếu mà chúng tôi gặp một số bệnh nhân đến với chúng tôi không phải là vì họ đến với chúng tôi đầu tiên đâu, mà họ đi Việt Đức hoặc đi thần kinh, bởi vì họ liệt, vì cái khối sinh máu ngoài tủy nó chèn vào dây thần kinh, nó gây mất cảm giác, nó gây mất tê bì, nhưng nó không hoàn toàn gây, nó không gây rối loạn cơ tròn, có nghĩa đại tiểu tiện của bệnh nhân hết sức bình thường. Nhưng tuy nhiên những trường hợp đấy chúng tôi điều trị truyền máu dùng cái thuốc 10 đến 20 mg trên ngày thì
bệnh nhân cải thiện được rất là nhiều. Nên các anh chị tuyến tỉnh lưu ý những bệnh nhân thalassemia mà có yếu chân, có tê bì chân hoặc là tê bì tay hoặc là cái đau lưng, chúng ta cần phải xem là bệnh nhân đấy có sinh máu ngoài tử hay không, bằng cách chúng ta có thể chụp X quang thường cũng có thể phát hiện ra. Tuy nhiên nếu tốt nhất là chụp cộng hưởng từ thì chúng ta có thể phát hiện được là bệnh nhân có sinh máu ngoài tử, là chúng ta có thể điều trị truyền máu đầy đủ hơn so với các bệnh nhân khác, và chúng ta dùng thuốc kết hợp hydroxyurea thì bệnh nhân cải thiện rất là nhiều. Và những trường hợp bệnh nhân đấy phải tuân thủ điều trị định kỳ thì sẽ cải thiện được cái tình trạng sinh máu ngoài tủy. Tiếp theo là bạn có hỏi là một cái nổi ban ở trên da của bệnh nhân đấy là một cái phản ứng phản vệ độ 1, thì chúng tôi dùng chúng tôi dùng dimeridone trong quá trình mà cái điều trị đấy. Còn hiện tại thì không giống như các loại kháng sinh khác, đối với những loại kháng sinh mà bệnh nhân có phản ứng thì chúng tôi có thể dùng cái giải mẫn cảm trước, như hiện tại thalassemia trong cái thuốc cảnh sát đấy hiện tại chúng tôi chỉ cần dùng mỗi những cái dimeridone hoặc là corticoid thì chúng tôi có thể cho bệnh nhân điều trị những lần tiếp theo không có vấn đề gì cả, chưa phải dùng giải mẫn cảm bạn ạ. Còn nếu như bệnh nhân nào có phản ứng sốc phản vệ như lúc nãy có bạn chia sẻ là có mạch nhanh, huyết áp tụt các thứ, có khó thở thì chúng ta nên dừng cái thuốc cảnh sát đấy mà chúng ta chuyển sang thuốc cảnh sát khác. Lúc nãy tôi thấy có một bạn hỏi là trên phác đồ có ghi là cái ferritin mà cần thải là 800, nhưng mà trên cái bài giảng của tôi thì là trên 1.000. Thì thực tế là bây giờ bảo hiểm họ chi trả cho những đối với tượng bệnh nhân là ferritin trên 1.000, còn dưới 1.000 thì nhiều khi họ lại soi và họ xuất toán bảo hiểm. Còn thực trên thực tế và theo guideline của trên thế giới và theo phác đồ thì là chúng ta có thể thải khi ferritin từ 500 trở lên là chúng ta có thể thải sát rồi. Cái này căn cứ vào tình hình bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân ferritin mà 500 nhưng bệnh nhân truyền máu nhiều thì chúng ta vẫn có thể ghi vào hồ sơ là bệnh nhân truyền máu định kỳ thường xuyên, chúng ta cho thuốc thải sát nên bảo hiểm máu cũng không thể xuất toán của chúng ta. Thì đấy thì rất là linh động thôi. Còn có câu hỏi nữa là thuốc deferiprone có bẻ được viên sợ để uống không? Thực tế thì đó nó là một viên nang bao phim. Thế nên là chúng ta bẻ viên cũng được, đối với những trường hợp mà viên nó to không uống hết được thì chúng ta vẫn bẻ viên vẫn nuốt được. Còn đối với một số trường hợp mà không nuốt được viên thì chúng ta có thể nghiền ra nó pha uống, thì tuy nhiên cái hiệu quả nó sẽ không được tốt. Và đặc biệt đối với cái X-ray nhiều khi mà các cháu không thể uống được thì chúng tôi có thể là khuyến khích là họ nghiền viên ra, thì xong rồi họ có thể rắc lên sữa chua hoặc là pha nước cam để dễ uống. Và đối với cái hoạt chất mà deferoxyroc mà viên bao pin rất nuôi thì đối với trẻ con thì có thể là nghiền nhỏ ra và rắc lên sữa chua để cho các cháu ăn cũng được. Trong cái hợp đường uống không, cái này hoàn toàn được các bạn nhé, cái này nó không chống chỉ định trong bất cứ trường hợp nào cả. Chỉ khi nào bệnh nhân có nhiễm trùng hoặc là men gan tăng quá cao thì chúng ta không nên truyền thải sát thôi, không nên uống thải sát thôi, bởi vì cái thuốc thải sát nó có tác dụng phụ làm tăng men gan và tăng cái nguy cơ nhiễm trùng. Cho nên chính vì vậy thì những trường hợp mà nhiễm trùng và men gan tăng cao, thường người tôi trong cái nghiên cứu gần đây của tôi thì thấy các bệnh nhân dùng deferiprone mà ổn định ý, thường men gan cũng chỉ quanh 100 thôi. Nếu như men gan cao quanh 100 thì chúng ta vẫn có thể dùng được. Còn nếu như mà từ khoảng 150 trở lên thì chúng ta nên dừng điều trị, tình trạng gan ổn định thì chúng ta có thể tiếp tục thải sát được. Em thưa cô, nếu mà muốn đánh giá cái hiệu quả của việc thải sát mà như ở chỗ tuyến tỉnh chỉ làm được mỗi cái ferritin ấy, thì chúng em sau khi mà bệnh nhân kết thúc một đợt điều trị như là 5 ngày đến 1 tuần ở viện tỉnh thì em có nên làm lại cái xét nghiệm ferritin không, hay là nó có đánh giá được không, liệu nó có giảm không, hay là đợi đợt sau bệnh nhân vào thì mình làm lại cái ferritin ạ? Thực ra thì theo khuyến cáo của WHO, theo TIF và theo khuyến cáo của chúng tôi ấy, thì là nên đánh giá 1 tháng sau khi điều trị, chứ còn đánh giá sau khoảng 5 ngày thì trên thực tế chúng tôi cũng thấy là chưa có hiệu quả. Thế nên là chúng ta đánh giá sau 1 tháng điều trị là định kỳ, hoặc là từ 2 đến 1 2 tuần đến 1 tháng, thì cái việc điều trị hiệu quả thì nó sẽ
tốt hơn. Thứ hai là cái chi phí bảo hiểm, nhiều khi người ta cũng không cho mình đánh giá sau một tuần nên là thường là chúng tôi thường đánh giá sau một tháng hoặc cả lần điều trị tiếp theo. Có bạn hỏi là bệnh nhân alpha thalassemia không phụ thuộc truyền máu, chưa truyền máu bao giờ nhưng đến thời kỳ mang thai huyết sắc tố 80-90 gram thì có kiểm truyền máu hay không. Bệnh nhân lâm sàng có mệt và thỉnh thoảng chóng mặt thì những trường hợp như này thì chúng tôi vẫn khuyến khích truyền. Đối với những trường hợp mà alpha thalassemia mà thể nhẹ hoặc trung bình không phụ thuộc truyền máu nhưng mà khi có thai thì cái nhu cầu truyền máu của bệnh nhân nó sẽ tăng lên, bởi vì do nhu cầu thai nhi. Thứ hai là cái sản phụ đấy sẽ bị mệt, chúng ta có thể truyền lên huyết sắc tố lên tầm khoảng 100 hoặc 110 thôi, bởi vì những trường hợp mang thai thì huyết sắc tố nền của những người mang thai nó chỉ dao động từ 105 đến 110 thôi, nên chúng ta truyền lên tầm khoảng đấy là được. Và có những trường hợp mà mang gen thalassemia nhưng mà đến với chúng tôi trong tình trạng thiếu máu là huyết sắc tố tầm khoảng 85-90 thì chúng tôi vẫn truyền, bởi vì những trường hợp mà mang gen mà mang cái đột biến mà mất hai đoạn như si chẳng hạn, hoặc là những đột biến mà lớn mà beta không ấy, không tổng hợp được thì họ vẫn có thiếu máu nhiều, tầm khoảng 90 gram hoặc là 85 gram thì chúng tôi vẫn quyết định truyền máu cho những trường hợp như vậy. Có Vâng, anh em chị chào nào cô hỏi? ạ. Vâng, em chào cô ạ. Em Nếu hỏi mà tôi không có anh chị nào đi. Em cho cô, em có câu hỏi ạ. Vâng, em cho cô, em hỏi cho em hỏi là ở những bệnh nhân cắt lách, sau cắt lách ạ, thì là cái công thức bạch cầu và công thức tiểu cầu nhiều lúc là bạch cầu tăng rất cao và tiểu cầu có thể trên 1.000, thì ở những trường hợp đấy em có nên dùng hydroxyurea và aspirin dùng cho bệnh nhân, và đến ngưỡng nào thì tiểu cầu bạch cầu như nào em sẽ dừng ạ? Em cảm ơn Rồi, ạ. cảm ơn bạn, câu hỏi rất là hay. Tí nữa bác sĩ Chi sẽ trả lời kỹ nhưng mà tôi sẽ trả lời cho bạn là thứ nhất, đối với những cái bệnh nhân mà sau cắt lách ý, cái công thức bạch cầu thì cái bạch cầu nó tăng cao thì các bạn phải phân biệt là trong đấy nó có lẫn hồng cầu non chưa không, bởi vì hồng cầu non tế bào nó giống như bạch cầu, sợ máy nó đếm nhầm thì yêu cầu phải đọc lam trong trường hợp đấy. Nếu như mà số lượng hồng cầu non tăng cao thì các bạn vẫn có thể dùng hydroxyurea. Thứ hai là tiểu cầu của bệnh nhân sau cắt lách đến 80% tiểu cầu trên 800 thì những trường hợp đấy chúng ta dùng aspirin. Đặc biệt trong những trường hợp mà bệnh nhân sau cắt lách là chúng ta cần phải dùng aspirin ngay, nếu không thì là cái nguy cơ huyết khối nó xảy ra rất là lớn. Và những trường hợp mà bạch cầu tiểu cầu tăng cao như thế chúng ta có thể dùng kết hợp aspirin và hydroxyurea và chúng ta theo dõi. Thì có bạn hỏi là kinh nghiệm mà dùng hai thuốc thải sắt kết hợp deferoxamine và Ripron thì nói chung là nó không có giới hạn về thời gian, nếu mà các bạn mà truyền được càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên thời gian bệnh nhân mà nằm ở viện để điều trị cả tháng thì rất là khó. Các bạn hỏi là nếu bệnh nhân không bị thalassemia mà ferritin trên 3.000 thì có thải sắt hay không. Đối với những trường hợp mà không phải bệnh lý thalassemia thì chúng ta cần phải chẩn đoán là bệnh nhân đấy có bệnh lý về máu khác hay không, có rối loạn sinh tủy hay không, hoặc là bệnh nhân có truyền máu nhiều hay không. Thì những trường hợp mà có quá tải sắt thì chúng ta đều có thể truyền thải sắt được và có thể dùng được. Tuy nhiên thì nó liên quan đến vấn đề thanh toán bảo hiểm, thế nên là những cái thuốc nào mà nó chỉ định cho việc dùng cái điều trị đấy thì chúng ta sẽ dùng, còn nếu bảo hiểm không có thì phải cho thu phí thôi. Tiếp theo là chúng ta phải loại trừ cái nguyên nhân bệnh nhân nhiễm trùng. Bệnh nhân nhiễm trùng thì ferritin tăng rất là cao, và đặc biệt trong những trường hợp mà có viêm gan kèm theo thì ferritin cũng tăng rất là cao. Mình phải đánh giá khách quan đây là tăng ferritin thực sự hay là tăng ferritin do một số tác động khác. Kinh nghiệm lâm sàng cho bệnh nhân thalassemia dùng hydroxyurea thì kinh nghiệm thì chúng tôi dùng cho những trường hợp mà số lượng tiểu cầu tăng cao, có hồng cầu non tăng rất là cao thì chúng tôi sẽ dùng, và chúng tôi kiểm soát làm sao mà cái này phải theo dõi sát, bởi vì không sẽ làm giảm cả, bởi vì cái thuốc này là thuốc giảm các tế bào có nhân và giảm cả các tế bào máu nữa, thế nên là cái việc mà giảm hồng cầu và giảm bạch cầu sâu nó cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng, thế nên là các anh chị phải theo dõi sát. Về cơ bản thì tôi dùng từ 1 đến 2 viên, hàm lượng 500 thì có thể ok cho các bệnh nhân. Đặc biệt những cái bệnh nhân mà có sinh máu ngoài tủy thì chúng tôi duy trì từ 1 đến 2 viên một ngày khi mà bệnh nhân ra viện.